Xin chào các bạn, mình tên là Phương Thảo. Hiện tại mình 24 tuổi, đang làm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. Thảo cũng đã trải qua một vài mối tình trong quá khứ, nhưng mà đã có một mối tình mà Thảo sẽ không bao giờ quên được, là anh này là người Mỹ gốc Nhật. Thảo rất là hạnh phúc khi mà đã tìm ra được anh. Nhưng mà bỗng một ngày thì anh đó biến mất, rồi mọi thứ cũng phải trôi qua. Đến với chương trình kỳ này, Thảo hy vọng rằng Thảo sẽ có cơ hội gặp gỡ những người mới và tìm ra được một anh chàng có thể đồng hành cùng với Thảo trong những chuyến hành trình sắp tới. Ladies and gentlemen. Sao mà xinh như thế mà người yêu lại một đi không trở lại là ra làm sao? Em thì em không có thích mấy người đàn ông mà đi mà không có trả lời, không có nói. Nói nghe nè Vân, thật ra không ai thích cái dạng người đàn ông vậy. Dạ, đúng không? Đúng không? Đáng mặt đàn ông, em không phải tiếc. Em gặp anh ta ở đâu? Em gặp cho anh đó trong một bữa tiệc của người bạn của em. Và cái lần đó cũng là lần đầu tiên mà anh đó đến Việt Nam. Anh ta gặp em, anh nói như nào nào? Lần đầu tiên anh tới Việt Nam, hy vọng rằng em sẽ có thể giới thiệu về những nét đẹp văn hóa của Việt Nam cho anh ấy. Biết ngay mà, tán tỉnh lắm nào, cái bài đấy. Can you present for me about your country? Tại khoảng 8 tháng. Có nụ hôn nào chưa? Tụi em chính thức quen nhung rồi ạ. Trước khi mà anh nói về nước, anh còn nói với em rằng là hãy tin ở anh. Anh sẽ không để em phải cảm thấy cô đơn. Cái tin cuối cùng mà để em biết rằng người ta đã biến mất dần. Anh đang trên xe đi chơi cùng với những người bạn. Sau cái tin nhắn đó là anh biến mất. Ôi sao thế, trên xe đó anh ta gặp một người đàn ông. Và anh ta nhận ra giới tính của mình. Sẵn sàng để mở lòng cho một chàng trai mới bước vào cánh cửa của đời em không? Vâng, em sẵn sàng rồi ạ. Ladies and gentlemen, năm chàng trai lên lắm mà khó đoán. Bản thân em ơi, cũng sẽ bị loãng choạng. Đón xem Người Ấy Là Ai lúc 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh Giải Trí TV.